và những âm thanh rất đẹp trên sân động Pleiku. Nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn thắng dành cho các thủ Topland Bình Định. Một tình huống phạm lỗi không đáng của Mauricio, một pha bóng mất tập trung của Huỳnh Tuấn Linh, cùng với đó cú đá có độ khó rất cao của Henrio đã mang lại bàn thắng khai thông thế bế tắc của đối đầu giữa Hoàng Gia Lai và Topland Bình Định. Và đây là niềm vui của các cổ động viên của đội bóng đất võ. Họ đã lặn đội di chuyển từ Quy Nhơn có mặt ở Pleiku để cổ vũ cho đội nhà, và lúc này họ đang được tận hưởng niềm vui. Gần như là cơ hội đầu tiên của Topland Bình Định trong trận đấu này, và nói đúng ra nó cũng không hẳn là một cơ hội. Cú đá phạt nửa truyền nửa sút của Henrio, nhưng người đã mắc lỗi vị trí là Huỳnh Tuấn Linh. Tuấn Linh đã đứng cao và phán đoán tình huống chuyền bóng của Henrio, nhưng đó lại là một cú đá thẳng và một cú đá có quỹ đạo bay cũng như là điểm đến vô cùng chính xác. Bóng đi vào gần với mép nối của sa ngang và cột dọc. Tuấn Linh đã cảm nhận được sự nguy hiểm và lùi. Bây giờ thì Bagreb sẽ có người chia lửa ấn tượng hơn trên hàng công. Lý Công Hải công vào. Những cơ hội liên tiếp dành cho đội chủ nhà, cuối cùng thì đã có bàn thắng mang tỷ số, và đó là pha lập công của Henrio sau những pha dứt điểm của Hà Đức Chinh, của Lý Công Hoàng Anh. Thì bây giờ Henrio đã có được pha lập công thứ 7 của mình ở mùa giải năm nay. Ba cơ hội đã sớm đến ngay ở những phút đầu tiên của hiệp hai. Và đến tận phút thứ 47 thì các cổ động viên trên sân vận động Quy Nhơn mới được mở tiệc. Thủ môn Thanh Thắng chỉ có thể xuất sắc cứu thua với pha dứt điểm của Hà Đức Chinh. Vận may vẫn thuộc về khung gỗ của thủ môn Thanh Thắng với pha dứt điểm dội sang ngang. Nhưng ở cú đánh đầu nối tiếp theo thì Henrio đã phá vỡ được thế quân mình. Bàn thua cũng là cách mà các cầu thủ hàng phòng ngự của Thành phố Hồ Chí Minh đã dừng cả lại. Cú sút rất uy lực của Lý Học Công Hoàng Anh, Sầm Ngọc Đức, tất cả những cầu thủ xung quanh không một ai tham gia hỗ trợ cho thủ môn Thanh Thắng ở tình huống bóng sau đó. Và Henrio với một cú đánh đầu vô cùng kỹ thuật đã làm bó tay hệ thống phòng ngự. Hà Nội đang là đội bóng. Hà Đức Chinh, đi bàn đi Hà Đức Chinh. Lần này là một đường truyền kiến tạo cho Henrio. 4-0 một cách dễ dàng dành cho Topland Bình Định. Chúng ta cùng xem lại tình huống kiến tạo của Hà Đức Chinh dành cho Henrio, không hề có lỗi việt vị. Lúc này thì Đức Chinh cũng hoàn toàn có thể đặt trái bóng về phía góc xa và tự mình ghi bàn. Nhưng số 18 đã quyết định chọn một phương án đồng đội hơn và chắc ăn hơn. Đó là chuyền bóng về phía cột 2.